Đây là tiếng nói Lach Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 33 của bộ truyện tiên nghịch tác giả nhĩ căn của phần diễn đọc của Lát Tập này được mang tên là Học tập cấm chế Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước Ở tập trước thì Vương Lâm um, lợi dụng được cái cái con cân bằng con ma đầu thứ hai thì điều khiển những cơn lốc xoáy màu đen ở trong cái cửa thứ nhất của cái um, phó bản này um, giết được um, nhờ vào những cơn lốc xoáy rồi dựa vào um, mua mẹo của Vương Lâm mà giết được cái tên mạnh Đà Tử rồi uh, trộm cái túi trữ vật của ông ta sau đó thì thoát ra ngoài sau khi thoát ra ngoài thì lúc này um, Vương Lâm um, vừa chiếm được cái túi trữ vật của mạnh Đà Tử vừa điều khiển được um, Thông qua cái con ma độ thứ hai mà điều khiển được bốn mươi mấy cái cơn lốc màu đen á, toàn là những con tiểu thú nhỏ 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 đó. Đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này Vương Lâm uh, đang rà soát lại những gì trong túi trữ vật của Mạnh Đà Tử, rồi hắn mới um, um, cứ bằng luyện chế lại những cái mảnh phi kiếm vỡ những pháp bảo của Mạnh Đà Tử đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. ở tập trước thì Vương Lâm đang hòa những cái mảnh phi kiếm, những cái mảnh lô vỡ của mảnh đà tử vào trong cái phiên ưng lô của mình. Thì lúc này Vương Lâm không hề chớp mắt một cái nào, tay phải hắn phất lên liên tục. Trong vòng một canh giờ, tất cả các mảnh phi kiếm đã được hắn ném hết vào trong thân lô. Lúc này hắn mới từ từ thở vào một cái, hai tay đánh ra vài đạo linh khí vào trong phiên ưng lô. Trong nháy mắt, tốc độ của phiên ưng lô tăng lên gấp đôi, không thể nhìn rõ được tốc độ xoay của nó. Nếu mà thoáng nhìn, người ta cứ tưởng nó vẫn đang đứng yên thôi. Nhưng mà thực tế, nó đang di chuyển, chuyển động quá nhanh, khiến cho người ta có cảm giác như vậy. Chân lễ vẫn không đủ hả? Vương Lâm thì thào nói, từ thần thức của hắn có thể quan sát thấy phiên ưng lô nhờ vào việc xoay tròn mà sinh ra nhiệt độ cao. Nhưng đối với tiểu đỉnh có vẻ như nhiệt độ nó vẫn chưa đủ. Màu sắc của tiểu đỉnh chỉ hơi ửng đỏ nhưng vẫn không bị chảy ra, trong độ vương lâm chợt lóe lên một suy nghĩ hắn lập tức xuất ra từ trong túi trữ vật một thứ gì đó hắn cũng chẳng thèm để ý xem nó như thế nào tay phải khẽ vung lên ném nó vào trong phiên ưng lô trong nháy mắt khi vật đó rơi vào một ngọn lửa màu xanh biếc chợt bốc lên nhiệt độ trong thân lô nhanh chóng tăng lên gấp đôi màu sắc tiểu đỉnh trở nên rõ rực nhưng vẫn không có dấu hiệu chảy ra vật mà vương lâm mới ném vào là một loại tài liệu luyện khí đặc thù của chiến thần điện nó được gọi là huyết thạch Sau khi quán nhập linh lực vào trong đó Nó có thể sinh ra nhiệt độ rất cao Nhưng nếu như cho vào với số lượng quá nhiều Thì chẳng những không gia tăng nhiệt độ Mà còn bị giảm đi nữa Vì vậy sau khi Vương Lâm ném vào trong đó Mấy viên thì liền dừng lại Lúc này hơi nóng của phiên ưng lô Đã đạt tới một mức độ kinh người Nhưng tiểu đỉnh vẫn chỉ đỏ được lên Chứ không hòa tăng Vương Lâm suy nghĩ một chút Rồi lại cho vào thêm một chút Tử nguyệt đằng, Toái hoa thạch, lam nguyệt mộc tới hơn 10 loại tài liệu luyện khí của chiến thần điện. Một cục khối đủ loại màu sắc bốc lên tạo thành một cái hư đỉnh. Sau khi cái hư đỉnh xuất hiện, lập tức xoay tròn như một cơn lốc rồi nhanh chóng tản ra, quay vào bên trong phiên ưng lưu. Trong nháy mắt, từ trong phiên ưng lưu phát ra những tiếng nổ. Từ từ một vết nứt chợt xuất hiện bên ngoài thân lưu. Vương Lâm bình tĩnh tập trung tinh thần, nhìn chăm chú vào bên trong tiểu đỉnh. Chỉ thấy hai nửa tiểu đỉnh bắt đầu chảy ra với một tốc độ chậm rãi nếu với tốc độ này rất có thể cho tới khi phiên ưng lô bị vỡ vụn nó vẫn chưa chảy ra hết hai mắt vương lâm chớp chớp hắn giơ tay phải lên trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu lam khi ngọn lửa vừa xuất hiện nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống đây chính là hoàng tuyền băng diễm sau khi tu luyện hoàng tuyền thăng khiếu quyết mà thành băng diễm đã dung hợp với kim đan nên có thể nói là sinh sôi không ngừng nhưng nếu sử dụng quá nhiều thì chắc chắn kim đan sẽ bị tổn thương vì vậy cho tới ngày hôm nay băng diễm vẫn được hắn để dành là một đoàn sát thủ hiếm khi chịu xuất ra nếu không phải phiên ưng lô sắp vỡ vụn thì hắn cũng chẳng xuất nó ra làm cái gì vương lâm nhanh chóng đẩy hai tay về phía trước băng diễm liền bay ra chạm vào phiên ưng lô vương lâm tập trung cao độ chăm chú theo dõi khống chế băng diễm một cách cẩn thận từ từ đến gần không để cho nó có một chút dao động linh lực hắn cố gắng giữ cho nhiệt độ của băng diễm được ổn định trong nháy mắt, mức độ dao động của phiên ưng lô chợt tăng lên, nhưng nó chưa kịp khuếch tán thì đã bị băng diễm bao phủ. Mặc dù mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhưng toàn thân Vương Lâm đã đầy mồ hôi. Lần này hắn mạo hiểm cố gắng khống chế giữ cho phiên ưng lô không bị hủy. Nếu lúc đó mà có chút sơ sẩy thì chắc chắn phiên ưng lô sẽ vỡ vụn. Có thêm băng diễm bảo vệ, tình trạng phá hủy của phiên ưng lô chậm lại. Nhưng nếu không khống chế băng diễm cẩn thận thì quá trình hòa tan của tiểu đỉnh sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy Vương Lâm lại càng thêm cẩn thận, khống chế bằng diễm hết sức chính xác, không để xảy ra một chút sai lầm nào. Tiểu đỉnh cứ từ từ tan chảy. Trong quá trình đó, Vương Lâm hết sức căng thẳng, không biết trải qua bao lâu, cuối cùng thì tiểu đỉnh cũng đã hòa tan hoàn toàn, trở thành một loại chất lỏng màu xanh biếc, nằm ở dưới đáy phiên ưng lô. Vương Lâm thở phào một cái, tay phải bắt quyết, đánh ra một đạo linh quang, khảm vào thân phiên ưng lô. Nhất thời phiên ưng lô rung lên, dừng lại, vương lâm giơ tay chợp lấy một cái chất lỏng xanh biếc trong lô bay lên trong chất lỏng đó thấp thoáng cái bóng mờ ảo của tiểu đỉnh vương lâm biết đó chính là đỉnh linh của độc vương đỉnh hắn liền vẫy tay một cái kiếm linh liền bay ra dung hợp vào trong chất lỏng màu xanh biếc trong nháy mắt đỉnh linh cũng dao động dung nhập vào trong chất lỏng ánh mắt vương lâm bắt đầu trở nên nghiêm túc hai cái linh thể khác nhau vẫn chưa xảy ra công kích thôn vệ như sự dự đoán quán sau khi đối diện với nhau một chút, đỉnh linh liền hóa thành một làn linh khí màu xanh biếc rồi chui vào bên trong cái kiếm linh. Hai cái nhanh chóng dung hợp lại một chỗ. Đến lúc này Vương Lâm mới hoàn toàn thở vào. Hai tay hắn nhanh chóng điểm mấy cái, nhất thời chất lỏng từ từ ngưng tụ. Theo ý muốn của Vương Lâm, nó nhanh chóng biến thành một thanh tiểu kiếm dài một thước sáu tấc màu xanh sẫm. Hai bên thân kiếm xuất hiện những lớp gai nhọn, vô số mũi nhọn hiện lên tạo ra một cảm giác rợn người lúc này phi kiếm đã thành hình có màu xanh sẫm bình trong ẩn chứa độc tố của độc vương đỉnh nếu chẳng may mà chạm phải không bị phi kiếm giết chết thì cũng sẽ bị trúng độc mà chết với phi kiếm này cho dù là nguyên anh kỳ nếu bị hắn đánh lén cũng khó lòng thoát chết dù sao thì độc tố của nó cũng chính là từ độc vương đỉnh của mạnh đà tử mà có điều sau khi ngưng luyện vương lâm cũng không dám nuốt vào trong bụng sử dụng kim đan thế luyện nữa chỉ sợ một khi không cẩn thận thì hắn cũng khó mà thoát chết được với chất độc trong độc vương đỉnh cơ bản là không có giải dược ngoại trừ mạnh đà tử ra thì không có người nào có thể giải được nó cả vương lâm có chút vui vẻ từ nay những cái gai trên thân phi kiếm sẽ là sát chiêu của hắn chỉ cần hắn muốn những cái gai đó sẽ lập tức xuất hiện khiến cho người ta khó lòng phòng bị vương lâm phất tay một cái phi kiếm liền bay vào trong lòng bàn tay của hắn sau đó vương lâm liền thu nó vào trong túi trữ vật đến lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không muốn bị chính phi kiếm do mình luyện chế làm bản thân trúng độc mà chết. Sau khi tạo được một thanh phi kiếm tốt, Vương Lâm đứng lên đưa mắt nhìn về phía cây cầu, rồi không nói một tiếng nào đi thẳng về phía trước. Sau lưng hắn có vô số cơn lốc rít lên bám theo. Vương Lâm cẩn thận mà đi, cảnh vật trước mắt bất chợt thay đổi. Cây cầu đá dưới chân lập tức thu nhỏ lại còn có chừng trăm trượng. Phía bên kia cây cầu từ từ xuất hiện một dòng xoáy lớn. Vương Lâm khẽ chớp chớp hai mắt, Hắn suy nghĩ một chút rồi giơ tay phải lên. Một con tiểu thú lập tức bay tới lòng bàn tay của hắn, hắn ném thẳng con tiểu thú về phía trước. Tiểu thú giống như một tia chớp lao thẳng về phía dòng suối. Khi tiểu thú bay ra được khoảng 10 trượng, một đạo tia chớp màu tím chợt từ trên trời giáng xuống, đánh trúng vào người của nó. Trong nháy mắt, tiểu thú hóa thành tro bụi. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nếu nó không có cấm chế thì hắn chỉ cần dốc sức toàn lực là có thể vượt qua. Còn bây giờ, chỉ có thể từng bước một chậm rãi mà đi, không thể vội vã được. Hắn nhìn con đường dài trăm trượng, hít một hơi thật sâu, rồi cất bước. Mỗi một bước, Vương Lâm đều hết sức tập trung. Sau khi hắn đi được mười trượng, làn bụi trong không trung chợt trở nên đậm đặc. Bất chợt những cơn lốc phía sau lưng hắn chợt biến mất. Kể cả ma đồ thứ hai cũng không thấy dấu vết đâu. Cho dù Vương Lâm cũng có sự liên hệ về thần thức, nhưng có một thứ lực lượng vô hình nào đó ngăn cản, khiến cho mất đi tác dụng, Vô thức Vương Lâm định quay đầu nhìn lại phía sau Nhưng vào lúc này Hắn chuẩn bị quay đầu thì liền lập tức ngừng lại Nét mặt Vương Lâm trở nên âm trầm Suy nghĩ một chút Sau đó hắn nhếch mép cười lạnh Tiếp tục đi về phía trước Vừa mới đi thêm được 10 trượng Bất chợt phía sau hắn vang lên một tiếng gầm Kinh thiên động địa Khiến cho cả cây cầu cũng phải rung rinh Vương Lâm cố gắng giữ thân thể ổn định Tiếng gầm đó đối với hắn hết sức quen thuộc Nó rõ ràng là tiếng rống Của con dao lông màu đỏ bên trong thi cốc một luồng hơi nóng từ phía sau thổi tới vương lâm nhắm mắt cũng chẳng thèm sử dụng thần thức quan sát nếu nơi đây đã có tên là bức quy lộ thì có nghĩa là một khi đã bước chân lên không thể quay trở lại nhưng nếu chỉ như vậy thì cũng chẳng có gì trong suy nghĩ của vương lâm nơi này chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy có thể nó không chỉ có nghĩa là không thể quay lại mà ngay cả đầu cũng không được phép ngoái lại nhìn lại phía sau nữa thậm chí cả thần thức cũng không được phép Nói tóm lại, tất cả đều phải tuân theo hai chữ bất quy, không quay lại mà làm. Nếu không sẽ giống như tiểu thú chết ngay tại cây cầu này. Mặc dù không thể quay đầu lại, cũng không thể sử dụng thường thức quan sát, nhưng Vương Lâm vẫn có thể cảm nhận được. Làng hơi nóng đang phả vào trong gáy kia chính là của con dao lông, thậm chí nó còn đang há ngoác miệng bám sát sau lưng quán nữa. Tuy trong lòng đang rất kinh hãi, nhưng Vương Lâm vẫn cố gắng bình tĩnh. Con dao lông cơ bản là không thể xuất hiện ở chỗ này nó nhất định chỉ lão giác mà thôi. Đúng lúc này, phía bên phải hắn chợt lóe lên hồng quang rồi biến mất. Cặp đồng tử của Vương Lâm chợt coi rút lại. Hồng quang đó rõ ràng chính là một cái lưỡi, mồ hôi túa ra đầy trên trán. Hắn liếc mắt nhìn sang bên, thấy trên vai phải của mình có một bãi nước dính dính, tỏa ra mùi rất lạ. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn dần trở lại bình tĩnh. Bước chân của hắn vẫn hết sức thông thả như cũ, chậm rãi mà đi xung quanh hắn cái lưỡi màu hồng xuất hiện liên tục cùng với những tiếng gầm phát ra liên tiếp thậm chí hơi thở của nó còn làm cho gốc áo của hắn tung bay một luồng sát ý chợt từ phía sau ập đến vương lâm nhìn quần áo mình đang bay phần phật mà nhếch mép cười nếu nói vừa rồi hắn còn không tin lắm thì sau khi nhìn thấy cái vật chất nhẹ nhầy trên vai thì đã thực sự tin rằng đây không phải là ảo giác nhưng bây giờ nhìn quần áo mình đang bay phần phật hắn lại có thể khẳng định đó chỉ là một loại pháp thuật nào đó mà thôi nguyên nhân chính là do nếu phía sau hắn mà là một con hoang thú thực sự thì với khoảng cách gần như vậy nó chỉ cần thổi một cái là đã khiến cho hắn bay đi rất xa rồi nhưng lúc này hơi thở đó chỉ khiến cho quần áo của hắn bay phần phật mà thôi ý chí của vương lâm càng thêm kiên định hắn chẳng hề do dự tiếp tục đi về phía trước mặc cho phía sau có chuyện gì đi chăng nữa hắn cũng không hề dừng lại lúc này con dao lông phía sau lưng gầm rú dữ dội nó há miệng đớp lấy vương lâm Khóe mắt Vương Lâm có thể cảm nhận thấy được điều đó Nhưng hai mắt của hắn vẫn chẳng hề chớp Cứ như vậy thông thả mà đi Trong nháy mắt Khi con dao lông nuốt chửng thân thể của hắn Nó liền hóa thành một làn sương mù màu xám Biến mất Trong làn sương mù thân thể Vương Lâm chậm rãi bước ra Hắn đã đi được hơn 90 trượng Trước mắt chỉ còn khoảng 10 trượng nữa Là có thể vượt qua cây cầu Nhưng đúng vào lúc này Phía sau hắn chợt có một tiếng ho nhỏ mặc dù tiếng ho này rất nhỏ nhưng vọng vào tai của Vương Lâm lại chẳng khác nào tiếng sét vang vọng trong đầu hắn bước chân của hắn không tự chủ được mà ngừng lại thân thể run rẩy hai hàng nước mắt lã chả tuôn rơi mặc dù tiếng ho vẫn vang lên nhưng Vương Lâm biết tất cả chỉ là ảo giác mà thôi hắn vẫn không quay đầu lại thiếu chủ Xoay lại cho cha nhìn con một chút đi tiếng nói quen thuộc lại vang lên Vương Lâm nắm chặt hai tay nhắm mắt lại sau khi mở ra, ánh mắt hắn thể hiện rõ một sự quyết tâm. Hít một hơi thật sâu, Vương Lâm tiếp tục bước về phía trước. Thiết trụ, mẫu thân muốn nhìn con một chút, tại sao ngươi lại nhẫn tâm không quay đầu lại? Vương Lâm lại tiếp tục nhắm mắt, hai chân rung rẩy, nhưng rồi vẫn kiên quyết bước đi không hề do dự. Thoáng cái đã đi tới cuối cây cầu. Trong mười trưởng cuối cùng, âm thanh của cha mẹ không ngừng vang lên trong tay hắn. Ngay khi hắn bước xong bước cuối cùng, tiếng nói của phụ mẫu lập tức biến mất. Tiếng rít của cơn lốc lại một lần nữa vọng vào tay. Cảm ứng của hắn với ma đầu thứ hai lại xuất hiện. Vương Lâm vẫn không hề xoay người lại, hắn đứng trước vòng xoáy suy nghĩ một chút rồi thở dài. Sau đó Vương Lâm lấy ngọc giảng mà Lý Mộ Uyển đã đưa cho hắn ra ngoài. Ngay sau đó, dưới sự bao vây của những cơn lốc, tất cả cùng nhau tiến vào trong vòng xoáy. Vô số ti chớp màu tím hiện lên lôi kéo, Vương Lâm liền biến mất. Khi từ trong dòng suối đi ra, trước mặt hắn là một ngọn núi cao vút, ẩn hiện trong mây. Đứng dưới chân núi nhìn lên, Vương Lâm chẳng khác gì một con kiến bé nhỏ. Vương Lâm ngẩn người nhìn ngọn núi trước mặt này, nhưng mà thoáng cái hắn lại tiếp tục suy nghĩ. Bức quy lộ vừa rồi chắc chắn không phải là cửa thứ hai. Nếu không theo lời đám cổ đế đoan một cực nói chuyện với nhau, thì cửa thứ ba phải cần tới tử chú thuật của Vương Lâm hoàn toàn khác với nơi này. Hắn thực sự không phát hiện ra nơi này có dấu hiệu gì cần phải sử dụng đến thần thức cả. Vương Lâm nhìn ngọn núi cao trước mắt, trong lòng thầm đoán, có lẽ đây mới chính là cửa thứ hai đây. Thần thức của hắn vừa mới đảo qua, hai mắt lập tức nhíu lại. Nhìn thẳng về phía chân núi, nơi đó rõ ràng có một chỗ cấm chế bị người ta phá hủy đang phát ra hùng quang nhàn nhạt, nhạt. Vương Lâm trầm ngâm một chút, đi tới. Chẳng mất bao nhiêu lâu, hắn đã xuất hiện trước cấm chế, Chỗ này rõ ràng đã bị người nào đó phá hủy, tạo ra một con đường. Hai bên đường ánh sáng màu hồng lóe lên liên tục. Vương Lâm nhìn kỹ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Hắn biết trên ngọn núi có người đã đi vào trước hắn rồi. Xung quanh của cửa thứ hai này không hề có bất cứ một thứ gì khác cả. Hiển nhiên ngọn núi chính là điểm quan trọng. Chỉ có một con đường duy nhất chính là đi lên đỉnh núi mà thôi. Đối với người bình thường đi lên ngọn núi cao không nhìn thấy đỉnh này đúng là chuyện quá khó khăn. Nhưng đối với tu sĩ mà nói thì nó cũng chẳng vất vả lắm. Với kinh nghiệm của mình, Vương Lâm biết nơi này có cấm chế ngăn cản phi hành. Chỉ có thể đi bộ chứ không thể đặt kiếm mà đi. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm quay lại nhìn vô số cơn lốc sau lưng. Hắn vùng tay phải lên một cái, 40 cơn lốc từ từ dung hợp thành một cơn lốc khổng lồ. Vương Lâm phóng thẳng về phía cơn lốc. Ngay khi hắn tới gần, cơn lốc liền lộ ra một thông đạo Nhìn đón Vương Lâm vào trong. Đứng trong cơn lốc, tâm niệm vương lâm thoáng động nó liền di chuyển về phía trước ngay sau khi hắn vừa mới đi qua thần thức vương lâm có thể thấy được cấm chế từ từ trở lại bình thường trong lòng vương lâm trở nên nặng nề nếu cấm chế có thể tự động khôi phục thì hắn không thể sử dụng phương pháp đã dùng để đóng cửa thứ nhất ở đây được lúc này thần thức của mấy vạn tiểu thú trong cơn lốc chợt ngưng tụ lại một chỗ lấy thần thức của vương lâm làm chủ ma đầu làm vật dẫn nhanh chóng tỏa ra bốn phía hắn cẩn thận khống chế thần thức khổng lồ dò xét xung quanh từ từ nét mặt của vương lâm càng lúc càng trở nên u ám bất cứ vị trí nào cũng có sự xuất hiện của cấm chế cả ngọn núi này có thể gọi là núi cấm chế cũng chẳng có gì là sai dưới vô số cấm chế đó đừng nói là leo lên trên mà chỉ cần không cẩn thận một chút động tới cấm chế thì đừng mong mà còn mạng dưới sự dò xét của thần thức vương lâm phát hiện ra có một cái cấm chế đang khôi phục nhanh chóng thoáng cái đã trở lại bình thường Vương Lâm thu hồi thưởng thức, suy nghĩ một chút rồi đi ra khỏi cơn lốc. Sau đó hắn lấy ra một cái túi trữ vật, tay phải phất một cái, cơn lốc thứ hai cùng với ma đầu liền chui vào trong túi. Cái túi trữ vật này là do Vương Lâm tìm được trên người của một vị tu sĩ. Nó không thể cất giữ được pháp bảo, nhưng đối với sinh vật sống, nó lại có thể cất giữ bên trong mà vẫn sinh sống một cách tự nhiên. Sau khi Vương Lâm tìm thấy nó, mấy ngày trước đã dùng tiểu thú để thử. Quả thực tiểu thú có thể sống sót ở trong đó khi đám tiểu thú đã chui hết vào bên trong vương lâm buộc cái túi trên lưng hít một hơi thật sâu cẩn thận đi về phía trước thần thức của hắn luôn tản ra quan sát xung quanh vừa rồi sử dụng thần thức của tiểu thú đi dò xét hắn đã phát hiện được trong một cấm chế có cái thông đạo nhỏ nhỏ nhưng thông đạo đó quá nhỏ cơn lốc không thể đi qua được vì vậy hắn đành bỏ quỹ ý định sử dụng cơn lốc để đi lên đỉnh núi sau khi có được cực phẩm linh thạch không phải vương lâm không nghĩ tới việc theo đường cũ mà trở ra nhưng lúc đó tình huống quá nguy cấp, nếu quay đầu bỏ đi mà không có mạnh đà tử mở đường thì có thể an toàn trở lại vị trí lúc đầu hay không cũng chẳng biết được. Mặc dù cố hết sức trở về được đó, nhưng mà nếu nó chỉ truyền tống một chiều thì chờ đợi Vương Lâm chắc chắn là một cái chết. Với tính cách của Vương Lâm, trừ khi là bất đắc dĩ, nếu không hắn chẳng đánh cuộc mạng sống của mình làm gì. Nhưng theo những gì mà hắn suy nghĩ, thì ngàn năm trước, bốn người mạnh đà tử có thể trở về, rõ ràng là có truyền tống trận để đi ra, nếu không với bốn người mạnh đà tử mà nói chỉ sợ cũng không dám ở đây mà chạy loạn đáng tiếc ngọc giảng của mạnh đà tử lại không nhắc tới nơi này mà những bản ghi chép của bọn họ cũng không ở trong tay mạnh đà tử quan mang trong mắt vương lâm lại lóe lên hắn tin rằng nếu có thể tìm được những bản ghi chép đó chắc chắn có thể tìm thấy đường ra sau khi cẩn thận quan sát bốn phía vương lâm từ từ đi về phía trước được một lúc hắn chợt dừng lại nhìn chăm chằm vào vách đá đằng xa trên vách đá có một chút linh lực dao động. Vương Lâm quan sát một chút rồi lại lui lại vài bước, sau đó đi sang một bên. Bầu trời u ám càng làm tăng thêm cảm giác nặng nề trong lòng con người. Sau khi Vương Lâm cẩn thận đi qua một cái khe hở giữa hai cấm chế mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn lại phía sau, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ mới đi được khoảng 30 trượng, nhưng đã chiếm của hắn tới mấy canh giờ. Liếc mắt nhìn ngọn núi cao không thấy đỉnh, căn cứ vào tốc độ như vừa rồi Vương Lâm chẳng biết mình phải mất bao nhiêu lâu mới có thể lên được đến đỉnh núi. Hắn thầm than một tiếng, muốn vượt qua được cửa thứ hai hoàn toàn phải dựa vào chính bản thân mình. Vương Lâm suy nghĩ một chút, sắc mặt của hắn trở nên u ám. Với tù vi kết đăng kỵ của hắn bây giờ, muốn vượt qua chỗ này quả thực hết sức nguy hiểm. Nhưng lùi lại phía sau cũng nguy hiểm chẳng kém. Muốn sống sót, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Vương Lâm suy nghĩ một chút, hắn cũng không tiếp tục đi nữa, mà lùi lại phía sau cẩn thận quay trở lại chừng ngọn núi là nơi bắt đầu của cấm chế khi xuống tới nơi hắn dừng lại ngồi xuống cẩn thận quan sát cấm chế ở đây trong phạm vi mấy chục trượng quanh đây có cỏ một phu số nhưng mà càng đi lên cao có càng ít cỏ tuy nhiên nếu cẩn thận nhìn kỹ thì đám cỏ dại đó như một theo một quy tắc nào đó vậy vương lâm hết sức chăm chú nhìn từng gốc cỏ mỗi lần xem xong một gốc hắn lại lấy ngọc giảng ra ghi chép những gì đã quan sát được Mức ba ngày, Vương Lâm dừng ở đây quan sát từng gốc cỏ, ghi chép toàn bộ dao động, phương hướng. Hắn muốn thử xem thông qua chúng có tìm được một phương pháp phá giải cấm chế nào hay không. Vương Lâm biết rằng nếu mình cứ tự tiện xông vào thì chẳng có lấy một chút hy vọng mà bước lên đỉnh núi. Hơn nữa càng lên cao, uy lực của cấm chế càng lúc càng lớn, đồng thời những khe hở để di chuyển càng lúc càng nhỏ. Có khả năng không có cả đường mà đi. Một khi tới đó, nếu không có sự chuẩn bị từ trước thì chết là cái chắc nếu muốn vượt qua được cửa ải này phải cố gắng nghiên cứu về những cấm chế nơi đây hiểu được càng nhiều thì khả năng sinh tồn của hắn càng lớn ngoại trừ cách đó ra cũng chẳng còn có một cách nào khác nữa vì vậy vương lâm mới từ trên quay xuống đây cẩn thận tìm hiểu cấm chế cùng với trận pháp hoàn toàn khác nhau trận pháp chỉ dùng một thủ đoạn đặc biệt tạo ra một thức pháp thuật nào đó có uy lực lớn hay nhỏ còn cái thứ này liên quan rất nhiều điều có dùng suốt đời đi nghiên cứu cũng chỉ mới chạm được vào cánh cửa của nó mà thôi còn về cấm chế, thực tế nó cũng là một loại trận pháp. Tuy nhiên nó lại là một thứ pháp thuật mang tính chất linh hoạt. Nó có thể tuân theo suy nghĩ của người tạo ra mà thay đổi. Đơn giản mà nói thì cấm chế có xu hướng của thần niệm. Thông thường một người có đại thần thông chỉ cần trong lòng muốn là có thể hạ được cấm chế. Cho dù có trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, chỉ cần thần niệm không mất thì cấm chế vẫn còn nguyên tác dụng. Thậm chí có loại cấm chế cho dù người bố trí nó chết đi thì thưởng thức lưu lại trên cấm chế sẽ tự hình thành ý thức riêng, duy trì sự vận chuyển của cấm chế. Có thể nói cấm chế có hàng ngàn hàng vạn loại biến hóa, ngoại trừ người bố trí cấm chế ra, rất ít người có thể hiểu được về đó. Còn phương pháp bài trừ cấm chế cũng chỉ có hai loại, đơn giản nhất là dùng sức mà phá hủy. Phương pháp này đòi hỏi tu vi rất cao. Phương pháp thứ hai chính là tìm hiểu được nguyên lý và quy tắc của cấm chế, đến một mức độ nào đó thì có thể phá giải. Cách mà Vương Lâm sử dụng đúng là phương pháp thứ hai. Sau khi hắn ghi chép được những gì quan sát vị cấm chế, liền bắt đầu nghiên cứu. Cũng may khi còn là thung hùng, hắn đã bỏ thời gian tìm hiểu rất nhiều về trận pháp, nên lúc này nghiên cứu cấm chế cũng có thể hiểu được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mười ngày sau, Vương Lâm nhìn chăm chú về một phía. Tay phải hắn chợt dơ lên chợt một cái. Nhất thời đám cỏ rậm rạp xung quanh chợt lay động, bàn tay của hắn hết hướng sang phải lại sang trái tự nhiên nếu quan sát kỹ thì tay phải của hắn đang thực hiện theo một quy luật nào đó cảm nhận một cách cẩn thận có thể thấy nó cũng giống như là sự dao động của đám cỏ xung quanh sau một lúc tay phải của hắn huy động càng lúc càng nhanh đạt tới một tần suất nhất định lúc này cánh tay của hắn hóa thành vô số đạo tàn ảnh nối tiếp nhau cái này vừa mất thì cái khác lại xuất hiện trên mấy nhịp hô hấp nữa trên trán vương lâm xuất hiện đầy mồ hôi tay phải của hắn chợt dừng lại, nhất thời có một tia sáng màu hồng từ trong bụi cỏ hiện ra, bám theo cánh tay của vương lâm. Sau khi vương lâm thu tay lại một chút, hồng quang càng lúc càng yếu, cuối cùng biến mất. lúc này hắn gần như mất đi cảm giác từ cánh tay, hai mắt vương lâm chớp chớp nhìn về phía đám cỏ dại. nó hoàn toàn bình thường, không có một chút gì khác lạ cả. tác dụng của cấm chế ở đây sử dụng lực lượng mạnh mẽ để giết địch, một khi tiến vào bên trong cấm chế, lập tức sẽ bị giết chết ngay. Nếu là một tu sĩ có tu vi nhất định, có thể kháng lại sát chiêu, thì khi lau ra sẽ gặp phải liên tiếp hùng quang oanh kích. Sau vài ngày nghiên cứu, Vương Lâm cũng có một chút hiểu biết về nó. Vừa rồi cũng chỉ là một chút thử nghiệm của hắn mà thôi. Trong mấy ngày qua hắn đã thử tới hơn 10 lần rồi. Lần đầu tiên hắn chỉ có thể duy trì được 3 nhịp hô hấp liền vội vã thu hồi. Vậy mà suýt chút nữa vẫn bị thương. Cho đến lần này hắn đã có thể chịu được khoảng 10 nhịp hơi thở đồng thời hồng quang đuổi theo cũng bị hóa giải. Vương Lâm tin rằng thêm một chút thời gian nữa, chắc chắn hắn có thể chịu được lâu hơn. Nói cách khác, nếu hắn bước vào trong cấm chế, mặc dù không thể phá giải nhưng vẫn có thể an toàn trong khoảng 10 hơi thở, sau đó rời đi, cho dù là hồng quang cũng không ngăn cản được hắn. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ phấn chấn, tuy nói cấm chế này chỉ là một cái đơn giản nhất ở đây thôi, nhưng Vương Lâm tin rằng hắn đã tìm được cách nếu mà cứ tiếp tục kiên trì thì vẫn có khả năng vượt qua được cửa thứ hai. Hơn nữa lúc ban đầu, Vương Lâm nghiên cứu cấm chế chỉ với một mục đích để vượt qua cửa này. Nhưng bây giờ, càng nghiên cứu, sự kỳ diệu của cấm chế càng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Từ trước đến giờ, Vương Lâm vẫn chưa hề nghĩ nếu như nắm được một số loại cấm chế lại có thể có được một lực lượng mạnh đến thế. Ví dụ như cấm chế từ đám cây cỏ kia, mặc dù bây giờ hắn có thể an toàn vượt qua, nhưng vẫn không thể nào bố trí Nguyên nhân chủ yếu chính là do hắn còn chưa hoàn toàn thấu hiểu được. Một khi hắn đã tìm hiểu được hết, hơn nữa có thể dung hợp bản thân vào trong đó, thì cấm chế này cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tuy uy lực có lẽ không thể sánh bằng được cấm chế kia, nhưng mà sự biến hóa thì một chút cũng không kém. Vương Lâm hít sâu một hơi, tâm trạng của hắn hết sức hưng phấn, chìm vào trong việc nghiên cứu cấm chế. Thời gian chậm chậm trôi đi. Qua một tháng, Vương Lâm chợt thu hồi ngọc giảng, Thường thể thoáng một cái đã tiến vào trong đám cỏ rậm ngay khi hắn tiến vào đám cỏ dại lập tức lay động một làn sương mù màu đỏ từ bốn phương tám hướng chợt hiện ra đám cỏ dại trên mặt đất dao động nhanh chóng hóa thành một thanh vũ khí sắc bén biến mất trong màn sương màu hồng cùng lúc đó trong trận phát ra những tiếng rít ghê người vô số những thanh vũ khí từ bốn phương tám hướng xuất hiện lao về phía của vương lâm nét mặt vương lâm vẫn thản nhiên ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh chẳng hề để ý tới chuyện đó Hắn cứ như đang đứng ở trong hoa viên ở nhà vậy, vô số thanh kiếm trong nháy mắt đã vọt tới bên cạnh hắn rồi. Vương Lâm vẫn chẳng hề hoang mang, tay phải hắn khẽ vẫy một cái, động tác của hắn nhìn hết sức thông thả, nhưng trên thực tế, không biết tại sao lại chạm phải phi kiếm đang tới trước người, nếu có người khác ở đây nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ phải động dung. Rõ ràng đã hiểu rất sâu về cấm chế mới có thể nắm được giao thác thuật. Vương Lâm cũng chẳng biết giao thác thuật Nó là cái gì, hắn chỉ biết nếu phòng thủ thì phải nhanh được như phi kiếm trong đầu nghĩ như vậy động tác của hắn liền tăng nhanh tay phải của hắn hơi khua một cái đã vẽ thành một cái vòng tròn trong không trung một động tác tưởng chừng hết sức đơn giản nhưng phải mất bao nhiêu ngày nghiên cứu vương lâm mới có thể ngộ ra mặc dù người khác nhìn thì đơn giản như vậy nhưng mà thực ra cánh tay phải của vương lâm đã biến hóa hơn một ngàn động tác động tác đó vừa mới hoàn thành vô số thanh kiếm đang lao tới chợt chậm lại thoáng cái chúng lại hóa thành vô số những ngọn cỏ dại một xung quanh vương lâm nét mặt vương lâm hoàn toàn thản nhiên đến lúc này hắn mới nhấc chân tiếp tục đi về phía trước theo sự di chuyển của hắn đám cỏ dại liền tảng ra không hề ngăn cản cứ như vậy vương lâm thông thả mà đi khi chỉ còn một chút nữa là ra ngoài bất chợt từ trong làng sương màu hồng một đạo hồng quang lóe lên ngay lúc đó vương lâm giơ tay lên trời chợp xuống nhất thời hùng quang giống như bị một bàn tay vô hình tóm lấy biến thành vô số tia sáng nhỏ tuy nó nhanh chóng hợp lại nhưng lại xuất hiện dưới chân hóa thành một con đường ánh sáng màu hồng nối thẳng ra ngoài nét mặt phương lâm vẫn thản nhiên dẫm lên trên đi ra ngoài cấm chế sau khi đi ra ngoài hắn ngửa mặt lên trời hú một tiếng thật dài tiêu tốn bao nhiêu ngày cuối cùng thì cũng có thể phá giải được cấm chế ở đây rồi bây giờ hắn cảm thấy rất hứng thú đối với cấm chế hắn xoay người hai mắt chớp chớp chờ hắn nhếch mép cười lạnh tay phải của hắn dừng lại bên ngoài cấm chế nhất thời phương hướng của đám cỏ dại trong cấm chế lập tức thay đổi so với trước kia nó lại càng rắc rối hơn rất nhiều nếu có người đi sau ta cũng nên cẩn thận một chút đó vương lâm thì thào nói bây giờ sự hiểu biết đối với cấm chế của hắn đã cao hơn trước một tuần rồi nếu có một người nào khác bước chân vào đây thì cho dù sử dụng phương pháp nào cũng đều đợi kẻ đó là đạo cấm chế thứ hai do vương lâm bố trí đến lúc đó nếu ứng phó không kịp thì rất có thể bỏ mạng cũng nên tất nhiên nếu theo phương pháp của vương lâm thì quá trình nghiên cứu phải lâu hơn gấp mấy lần nét mặt vương lâm tươi cười liếc mắt nhìn xung quanh sau đó thân thể hắn chợt di động đi tới một đám cỏ khác rồi hạ xuống một đạo cấm chế cứ như vậy toàn bộ ngọn cỏ dưới chân núi đều bị tăng thêm độ khó sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Vương Lâm suy nghĩ một chút liền thấy vẫn chưa đủ ác độc. Vì vậy mà tất cả các khe hở giữa những cấm chế hắn phá hủy cho bằng hết. Từ bây giờ muốn đi lên ngọn núi, nhất định phải đi vào trong cấm chế. Đến lúc này Vương Lâm mới nhấc chân tiếp tục đi lên. Đồng thời cũng vào lúc này, lục dục ma quân đang nhìn chầm chầm vào đám mây mù dày đặc phía trước. Đám mây mù đó xuất hiện ở đây đã ba ngày vẫn chẳng hề nhúc nhích, mặc cho lục dục ma quân có làm như thế nào đi chăng nữa nó vẫn không hề tản ra nét mặt của gã có phần âm trầm người thanh niên trẻ tuổi đi theo gã đang ngơ ngác đứng đó nhìn đám mây mù lục dục ma quân đưa mắt nhìn người thanh niên một cái rồi lại nhìn về phía sau mở miệng cười lạnh trên đường gã đi có qua một nơi gọi là băng phong chi địa đối với nơi đó gã rất quen thuộc cho dù không có băng phong tráo của cổ đế thì với sự chuẩn bị trong một ngàn năm của gã làm sao có thể thiếu Lúc ấy, gã nói ra với mọi người, có thể đảm nhiệm được một nửa đoạn sau là hoàn toàn chắc chắn. Bởi 500 năm trước, gã đã tìm được một cái bảo bối, có thể thi triển thủy động thuật. Tác dụng của nó cũng tương tự như hành thủ chu. Kể từ đó, với tu vi của gã, cộng thêm sự hiểu biết về băng phong chi địa, chẳng có gì phải lo lắng nữa. Vì vậy mà gã dễ dàng đưa người thanh niên đi qua. Về phần bất quy lộ trong cửa thứ hai, gã cũng chẳng phải hao phí tinh lực. Tuy năm đó đi qua cây cầu đó cũng suýt bị mất mạng, nhưng đến bây giờ tu vi lục dục ma công của gã đã đạt tới hóa cảnh rồi Gã chẳng còn gì phải sợ với cái loại dao động tinh thần đó nữa Nhờ đó mà bất quy lộ đối với gã chẳng khác gì trò chơi Có thể đi qua một cách dễ dàng Nếu không vì phải bảo vệ thêm người thanh niên Gã cũng chẳng tốn nhiều thời gian rồi Tuy nói phải bảo vệ một người Nhưng mà hành trình của gã vẫn rất thông dung Không có gì vất vả lắm Chính thức khiến cho gã phải chú ý Đó là cửa thứ hai Có một thứ gọi là cấm sơn Tình của nó đúng như ý nghĩa trên toàn bộ ngọn núi đều là cấm chế càng lên cao cấm chế càng phức tạp uy lực tăng lên rất nhiều năm đó bốn người bọn họ lên đến đây nhờ đi theo đám cường giả nên mới cố gắng đi qua được nhưng phần lớn thương vong nặng nề mà đa phần đều bị cường giả bắt dùng để dò xét uy lực của cấm chế nếu không phải đi theo sư phụ thì lục dục ma quân cũng khó tránh khỏi cái chết rồi cũng may năm đó sư phụ của gã là một trong những người chủ lực bài trừ cấm chế suốt dọc đường bày trừ cấm chế cho tới tận nơi cách đỉnh núi chừng trăm trượng mới phải dừng lại đến chỗ này hoàn toàn hết cách vì vậy mà mấy vị cường giả mới truyền âm đánh lén một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ nhờ huyết nhục của kẻ đó mà mở ra một cái thông đạo dài trăm trượng thông đạo đó chỉ có thể duy trì trong thời gian chừng ba lần hô hấp trong khoảng thời gian đó tất cả những người còn sống sót đều phải tranh nhau mà đi cuối cùng cũng chỉ có một số ít là có thể lên tới được đỉnh núi đi vào cửa thứ ba số còn lại không còn một ai sống sót nữa. lục dục ma quân nghĩ tới việc đó lại rùng mình. bây giờ tu vi của gã cũng đã đạt tới hóa thần trung kỳ nên mới dám đến đây tìm kiếm. nửa trước của cửa thứ hai bất quy lộ hết sức dễ dàng khiến cho sự tự tin của lục dục ma quân tăng lên. gã cho rằng bản thân mình gặp may mắn, lại thêm nhân vật có tác dụng quan trọng ở cửa thứ ba đang nằm trong tay nên lục dục ma quân mới cố gắng bảo vệ tính mạng của tên thanh niên này mà thôi tuy nhiên đối với việc đó lục dục ma quân cũng không để ý lắm cái mà gã để ý chính là khoảng cách trăm trượng cuối cùng lên tới đỉnh núi tuy nói ngàn năm qua gã đã có sự chuẩn bị nhưng có thể thành công hay không thì gã cũng chỉ nắm chắc được có năm phần trong ngàn năm qua gã tổn thất không biết bao nhiêu là công sức cố gắng nghiên cứu về cấm chế đồng thời dựa vào trí nhớ hơn người nên gã có thể nhớ được phần lớn cấm chế ban độ ở cửa thứ hai trải qua ngàn năm gã mới có đủ tự tin dọc đường đi không có một cấm chế nào có thể ngăn cản được gã tất cả đều bị gã phá giải một cách dễ dàng tuy nhiên cứ phá giải được một cái gã lại làm cho nó trở lại như bình thường hơn nữa bên ngoài gã lại còn gia tăng thêm một số cấm chế nữa mục đích cũng giống như vương lâm vậy nhưng cấm chế trên cấm sơn càng lên cao lại càng phức tạp lấy trình độ của lục dục ma quân mà cũng phải giảm tốc độ phải mất thời gian nghiên cứu một lúc mới có thể đi ra dù đám mây mù trước mặt vậy lần trước gã đi vào hoàn toàn không có nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ở đây khiến cho gã cảm thấy kinh ngạc lại nói về vương lâm sau khi hắn đi được mấy chục trượng cỏ dại liền ít hẳn đi để lộ ra một lớp đá màu đen vương lâm quan sát một lúc lâu rồi lại lấy ngọc giảng ra để ghi chép cấm chế trên đá hoàn toàn khác với cấm chế trên cỏ dại trên cỏ dại còn có thể dựa vào phương hướng của nó cùng với một số quy luật kỳ diệu mới tạo thành cấm chế nhưng trên đá thì lại hoàn toàn khác ngoại trừ một số đường vân trên đá ra không còn có một chút gì khác lạ cả nếu không phải trên đó có sự dao động của linh lực thì không thể đoán ra ở đây có cấm chế rồi vương lâm đi quanh một vùng bốn phía xung quanh đều có vân như là cấm chế vậy nếu như lúc trước vương lâm sẽ dựa vào khe hở giữa các cấm chế mà đi qua nhưng vào lúc này hắn cảm thấy rất hứng thú với cấm chế nên không định đi ngay mà muốn tìm hiểu nghiên cứu thêm về cấm chế Hắn biết rằng đi qua nơi này thì quá đơn giản, nhưng nếu muốn đi lên tới đỉnh núi thì nhất định phải bỏ nhiều công sức vào cấm chế. Có suy nghĩ đó trong đầu nên Vương Lâm nghiên cứu một cách hết sức cẩn thận. Trong núi chẳng hề có khái niệm về thời gian. Nháy mắt 7 năm đã qua đi. Đến hôm nay, Vương Lâm đứng ở trên sườn núi, có một tảng đá to trồi ra ngoài mà uống một ngụm linh dịch. 7 năm trôi qua, một nửa mái tóc của hắn đã biến thành bạc trắng rồi. Không ăn không ngủ, toàn tâm toàn sức nghiên cứu cấm chế, khiến cho đầu óc của hắn lúc nào cũng chìm trong suy nghĩ, vì vậy mà từ 4 năm trước, đầu hắn đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị bạc rồi. Tuy nhiên thần thức của hắn do không ngừng tính toán nên đã mạnh hơn rất nhiều, thậm chí tu vi của hắn cũng bất chợt đạt tới kết đan trung kỳ, khoảng cách tới nguyên anh trung kỳ cũng chỉ còn một bước nữa mà thôi. Lúc này ánh mắt của hắn đã càng thêm lợi hại, khí chất toàn thân có một sự thay đổi rất lớn. Nếu nói 7 năm trước Vương Lâm giống như một tảng băng khiến cho người ta có cảm giác ứng lạnh, thì bây giờ ngoại trừ điều đó ra, người ta còn có cảm giác sâu không thấy đấy. Cảm giác đó phát ra từ đôi mắt của hắn. Trong ánh mắt của hắn thi thoảng lại lóe lên một tia sáng, ẩn chứa cả tinh hoa nhật nguyệt. Nếu lúc này, đoan một cực mà gặp lại Vương Lâm, chắc chắn sẽ không thể tin được vào mắt của mình. Rõ ràng là kiến thức về cấm chế đạt tới một trình độ nhất định mới có thể được ánh mắt như vậy ánh mắt của vương lâm nhờ rèn luyện mà có trong 7 năm qua kinh nghiệm về cấm chế của hắn có thể nói là tăng lên rất nhiều mỗi loại cấm chế hắn đều bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh thần mà nghiên cứu cân nhắc trong đó có không biết bao nhiêu lần hắn suýt nữa mất mạng ở trong cấm chế rồi nhất là có một loại cấm chế rõ ràng là bị người ta bố trí thêm may mắn là vương lâm luôn cẩn thận chú ý xem xét nên mới nhận ra nó có điểm khác biệt so với các cấm chế trên cấm sân vì vậy sau khi nghiên cứu hắn xác định được đó là do người khác bố trí thêm vào đó. Xem xét cấm chế đó, rõ ràng trình độ của người bố trí cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng e ngại. Ngọn núi cấm chế trong cửa thứ hai này đã mang tới cho hắn rất nhiều hứng thú. Đối với hắn lúc này, nó chính là nơi thích hợp nhất để học tập cấm chế. Một nơi như vậy đúng là khó mà tìm thấy. Tất cả các loại cấm chế từ đơn giản tới phức tạp đều xuất hiện ở đây. Vương Lâm bình tĩnh tập trung, hành tổ trên ngọn núi đã 7 năm, Mỗi lần hắn phá một cái cấm chế lại cải biến thêm một chút, gia tăng thêm mấy lần. Kể từ đó nếu trước khi hắn đi qua, cấm chế là núi đau biển lửa, thì sau khi hắn đi qua nơi đây biến thành hiểm địa càng khủng bố hơn nữa, mức độ nguy hiểm tăng lên mấy lần. Nếu có người xui xẻo mà chui vào thì cho dù có tu vi mạnh sẽ không chết nhưng cũng bị lột da. Trong khoảng thời gian 7 năm này, Vương Lâm thay đổi rất nhiều, nhất là về phương diện cấm chế, tầm mắt của hắn lại càng thêm mở rộng, bây giờ bất cứ cấm chế nào mà hắn đã phá giải đều chỉ miết một cái là có thể bố trí nó chẳng khác gì một loại pháp thuật thần kỳ vương lâm cảm thấy vui mừng xen lẫn sợ hãi lại càng thêm hứng thú hơn nữa dù sao nếu muốn vượt qua ngọn núi này thì học tập cấm chế là phương pháp duy nhất bảy năm qua quá trình nghiên cứu của hắn đối với cấm chế chỉ đơn thuần là ghi chép suy diễn trong đầu óc mà thôi quá trình suy diễn đó là một phương pháp đặc biệt của hắn cứ như vậy mà suy diễn vô số lần lần theo từng đầu mối một một khi gặp phải điểm rắc rối hắn liền cố gắng suy nghĩ phá giải mặc dù tốc độ có chậm lại nhưng nhờ vào lòng kiên trì mà vượt qua lấy kiên trì làm cơ bản hắn bắt đầu từ cái đơn giản nhất mà nghiên cứu cứ như vậy từ từ mà tiến vào không hề có chút vội vã nhưng nó cũng chính là phương pháp hoàn toàn phù hợp với tu luyện cấm chế thuật nhìn khắp cả tu chân giới của chu thước tinh số lượng tu sĩ sử dụng cấm chế có rất nhiều nhưng nếu có mức độ nghiên cứu sâu sắc thì lại rất ít. Trình độ của Vương Lâm lúc này, ngoại trừ một số lão già khú đế ra, trong số những người đồng bối không người nào có thể so sánh với hắn được. Thậm chí hắn cũng cảm thấy khó hiểu nữa, bởi bản thân chẳng hề có thiên tư xuất chúng, nhưng mà đối với cấm chế lại có một chút duyên. Giống như năm đó khi hắn mới tiếp xúc với trận pháp vậy, sau đó tu luyện và sử dụng cũng thấy dễ dàng hơn pháp thuộc một chút. Vào lúc này, Vương Lâm đang ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn chăm chăm vào đám mây mù cách đó không xa, đang bất động. Từ hai ngày trước, Vương Lâm đã có mặt ở đây rồi, nhìn mây mù mà suy nghĩ. Lúc thì hắn lấy ngọc giảng ra, ghi chép một chút lên đó, khi thì lại vẽ lên mặt đất một vài bức tranh nào đó. Chỉ có điều đám mây mù này trong mắt hắn hết sức huyền ảo, nó giống như điểm nhãn cho con rồng trong bức tranh vậy. Nguyên bản cấm chế nơi này giống như một cái ao trên núi, nếu muốn đi qua chỉ có thể vận khí mà phi hành thôi. Nếu là 7 năm trước, có lẽ Vương Lâm còn phải lấy tiểu thú ra đi dò xét, sau đó mới có thể tính toán ra được. Nhưng bây giờ, với trình độ của hắn lúc này, nhất là có thêm một con mắt bằng thần thức, chỉ cần quan sát kỹ một chút, tuy chưa thể lĩnh ngộ được ngay, nhưng cũng có thể xác định được cấm chế trên kia có một tác dụng ngăn cản sự phi hành. Bởi vậy khiến cho cấm chế mây mù có phần xảo diệu. Trong mắt Vương Lâm, nếu không có đám mây đó thì cấm chế tuy có chút khó giải, nhưng nếu nghiên cứu lâu một chút vẫn có thể tìm ra đầu mối nhưng bây giờ có thêm đám mây lại xuất hiện đúng vị trí tâm điểm của cấm chế vì vậy mà khiến cho sự biến hóa của cấm chế tăng lên rất nhiều có điều việc đó cũng không khiến cho vương lâm lo lắng hắn nhìn chằm chằm vào đám mây mù hai mắt chớp chớp liên tục bất chợt tay phải của hắn nhấc lên nhanh chóng kết ứng chỉ thấy trên tay phải của hắn chợt xuất hiện vô số tàn ảnh thoáng nhìn trông giống như có hàng ngàn hàng vạn cánh tay vậy vô số tàn ảnh chớp lên liên tục xuất hiện trước người hắn Cuối cùng dưới sự huy động của cánh tay, tàn ảnh nối lại thành vùng tròn. Vương Lâm lập tức dừng lại, vỗ tay một cái. Nhất thời tất cả tàn ảnh nhanh chóng bay ra, lao vào đám mây mù. Sau khi đám tàn ảnh chui vào trong đám mây, lập tức biến mất tạo ra vô số gợn sống, xuyên qua đám mây. Vương Lâm khoanh chân ngồi, chẳng thèm đưa mắt theo dõi mà nhắm mắt ngưng thần. Tay phải hắn thay đổi trong không trung, từ từ hắn dừng câu mày lại. Cái thế giới tàn ảnh đó, trong 7 năm qua, Vương Lâm đã đưa vào nó mà nghiên cứu cấm chế, sau đó tìm ra cách phá giải. Qua 7 năm liên tục cải tiến, hắn đã sử dụng hết sức thành thục, thậm chí hắn chẳng cần dùng mắt thường quan sát, mà chỉ cần sử dụng thưởng thức thông qua sống gợn mà phát hiện ra kết cấu và quy tắc của cấm chế rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền mở mắt ra, cánh tay phải tiếp tục huy động, lần này vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc, tay phải liên tiếp huy động trong thời gian gần một nén nhang, chỉ thấy một cái vòng tròn tàn ảnh lại xuất hiện trước mặt của hắn. Sau khi vòng tròn tàn ảnh thứ 10 xuất hiện, trên trán Vương Lâm đã đầy mồ hôi. Hắn thở hùng hục, tay phải gần như không còn một chút cảm giác nào, cố gắng huy động hết chút sức lực cuối cùng thực hiện 10 động tác. Mười cái vòng tròn tàn ảnh lập tức đồng loạt bay vào trong đám mây mù. Cái thế giới toàn tàn ảnh đó mới nhìn thì rất đơn giản, nhưng mà thực tế để tạo ra được một cái như vậy, cánh tay vương lâm phải huy động cả vạn lần trong vòng mấy cái hô hấp hơn nữa, động tác của hắn đều phải dựa theo những gì mà đã phân tích trong mấy năm qua. Thậm chí có thể nói cái thế giới tàn ảnh đó cũng là một cái cấm chế. Lúc này 10 cái vòng tròn tàn ảnh đã xuyên qua mây mù, biến mất. Chỉ để lại một số gợn sống tản mát ra xung quanh trong đám mây mù, tạo ra vô số dao động. Thần thức Vương Lâm hết sức tập trung, tay trái của hắn vẽ liên tục trên mặt đất. Một lúc sau, hắn chợt mở hai mắt ra, mỉm cười. Bàn tay xoa nhẹ một cái, tất cả những nét vẽ trên mặt đất bị xóa hết hắn đứng lên cúi đầu tính toán một chút sau đó tay phải hắn chợt động phát ra một tia sáng hắn bắn tia sáng đó vào trong đám mây mù tia sáng đó vừa mới chui vào đám mây lập tức dao động sau đó từ từ tản ra bốn phía để lộ cảnh tượng bên trong vương lâm hít một hơi thật sâu lấy ngọc giảng cẩn thận ghi chép lại những gì mình phân tích và đồ án vừa mới xóa bảy năm qua mỗi lần phá giải được một cái cấm chế hắn đều lấy ngọc giảng ra ghi chép để sau này cần thì lấy ra nghiên cứu lại. Sau khoảng một nén nhang, Vương Lâm thu hồi ngọc giảng, nhìn chầm chầm vào đám mây mù. Chỉ thấy trước mặt có một đoạn của cây cầu cách vị trí của hắn khoảng 10 trượng. Đây mới chính thức là diện mạo của cấm chế. Vương Lâm vừa mới định đi đến, chợt ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào bên trên đoạn cầu đó. Chợt có một cây nhỏ mọc trên đá. Với kinh nghiệm 7 năm qua, Vương Lâm chỉ cần liếc mắt một cái để nhận ra nó có vấn đề trên ngọn núi toàn cấm chế này cho đến bây giờ không phải là lần đầu tiên vương lâm gặp phải hai loại cấm chế lồng vào nhau những loại cấm chế như thế cũng không nhiều mà thủ pháp hoàn toàn khác với loại cấm chế trên núi nếu không nhầm thì đó chắc chắn là do người khác thêm vào chuyện như vậy 7 năm qua hắn đã gặp không ít rồi bây giờ nhìn kỹ rõ ràng cái cây nhỏ đó chính là cấm chế mà người khác sau khi phá giải đã thêm vào vương lâm cười lạnh vừa mới nhìn thấy thủ pháp hạ cấm chế thì hắn đã nhận ra ngay, nó cũng giống với mấy cái loại trước đây đã gặp, rõ ràng là cùng một người bố trí. Bốn năm trước, hắn bắt đầu gặp phải cấm chế của người này một cách liên tục, vì thế sau khi phá giải đã có một sự hiểu biết sâu sắc về cách bố trí cấm chế của người đó rồi. Cấm chế trên ngọn núi nếu không chạm phải sẽ không chủ động công kích, nhưng cấm chế của người này thì lại khác, chỉ cần tiến vào phạm vi của nó, cấm chế liền tự động công kích. Nếu công kích mà không có kết quả, thậm chí nó còn tự bạo khiến cho cấm chế bốn phía xung quanh mở ra bao vây lấy người xâm nhập hai mắt Vương Lâm chớp chớp nhìn chầm chầm vào cây cục đá một lúc rồi cẩn thận sử dụng thứ ba cái vòng tròn tàn ảnh phát tán về phía cái cây, cây nó khẽ rung rinh một chút lớp lá bên ngoài nhanh chóng rụng xuống thoáng cái thân cây biến thành màu đen cuối cùng uốn lượn một cách quỷ dị vòng tròn tàn ảnh của Vương Lâm ẩn chứa vô số thủ pháp cấm chế Tác dụng chủ yếu của nó là để phá giải cấm chế. Từ từ cấm chế trên cái cây nhỏ bị phá giải để lộ trong nguyên bản. Hàng quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn vỗ túi trữ vật xuất ra độc kiếm màu đen. Cùng lúc đó thân cây đang uốn éo chợt vọt lên bắn tới Vương Lâm. Trùng nháy mắt, phi kiếm toàn chất độc chợt lóe lên bay sát qua thân cây. Ngay lập tức thân cây bị tách ra làm hai rồi rơi xuống đất, dễ dụa một lúc. Nó từ từ biến thành một con rết màu nâu sau khi con rít dãy vài cái, nó liền hóa thành một luồng khí đen. Khi luồng khí bốc lên, chợt khiến cho người ta có một cảm giác nguy hiểm. Cảm giác đó xuất hiện nhanh mà biến mất lại càng nhanh hơn nữa. Chỉ trong nháy mắt, không còn trong đầu. Nét mặt Vương Lâm ngưng trọng, nhắm mắt suy nghĩ một chút. Thủ pháp lấy linh thú làm cấm chế, đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Nhưng sau khi linh thú hóa thành luồng khí, thì thủ pháp đó lại mang tới cho hắn một cảm giác quen thuộc. Mặc dù hắn có thể xác định loại cấm chế này cũng giống với các cấm chế trước đó, đều là do một người bố trí, nhưng hiển nhiên thủ đoạn lấy linh thú làm cấm chế, ngay cả người nọ cũng ít khi sử dụng. Uy lực của nó mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng lại hơn ở mức độ quỷ dị, nếu không để ý mà cứ như vậy đi qua thì chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi miệng con rết. Lục Dục Ma Quân vương lâm trầm ngâm một chút rồi thầm nói, hắn biết tại sao bản thân lại cảm thấy quen thuộc rồi năm đó ở trong thông đạo lục dục ma quân đã sử dụng người bên cạnh làm thi thuật giả thi triển một thứ công pháp quỷ dị đối với việc này vương lâm nhớ kỹ là do lúc đầu lục dục ma quân có ý định sử dụng hắn nhưng mà khi thấy hắn có ý đề phòng liền thay đổi mục tiêu ra tay với người bên cạnh mình gã hút ra một số thứ đặc biệt trên người thanh niên để thi triển pháp thuật bây giờ nhìn cảnh tượng trước mắt này cũng hoàn toàn giống nhau chỉ có điều người bị thi thuật lại biến thành con rết mà thôi Ngay lúc đó, trên mỏm đá cách đỉnh núi khoảng 500 trượng, lục dục ma quân chợt quay đầu lại, nhìn chầm chầm xuống dưới sườn núi. Nét mặt của lão hết sức âm trầm, ánh mắt người thanh niên bên cạnh lúc này hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Cuối cùng thì kẻ đó là ai? Năm năm qua, hắn liên tục phá giải cấm chế của ta. Ngay cả sát chiêu mà ta bố trí nơi đám mây mù cũng bị hắn phá mất rồi. Chẳng lẽ là đoan một cực sâu? Không phải, giống cổ đế hơn có thể trong ngàn năm qua Lão thất phu này cũng nghiên cứu về cấm chế Người này đúng là đại địch Sau khi tiến vào tầng thứ ba rồi Hai mắt lục dục bao quân lóe lên lẩm bẩm với bản thân Ánh mắt của gã lộ ra một sự hưng phấn Trên đỉnh núi cách đó 500 thước Đã xuất hiện một cái vòng xoáy lớn Đó chính là vị trí đi lên cửa thứ ba Thời gian độ đối với lục dục ma quân hoàn toàn trót lọt, nhưng mà càng lên cao, cấm chế lại càng phức tạp, uy lực cũng tăng mạnh, trong đó có một số cấm chế mạnh kinh người, lục dục ma quân bị vây trong một cái cấm chế suốt 5 năm. Đến hôm nay, gã mới may mắn thoát ra, gã quay đầu lại, nhanh chóng đi về phía trước. Cùng lúc đó, ở cửa vào dưới chân cấm sơn có một người đi ra. Tay gã cầm một cây phước rừng, đầu đổi máu, có nét tiên phong đạo cốt, bước chân hết sức khoan thai nhưng lại hết sức kiên định. Người đó đúng là cổ đế. Sắc mặt của ông ta vẫn thản nhiên, nhưng mà trên trán hơi nhíu lại, ở cửa thứ nhất, ông ta đã nhảy vào hành hóa chi địa. Ở đó là một thế giới chỉ có lửa là lửa, hoàn toàn tương khắc với pháp thuật của ông ta. Phải mất 7 năm thời gian, ông ta mới có thể đi ra. Suốt 7 năm qua, đám yêu vật ở trong biển lửa bị ông ta chém giết vô số. Thực ra nếu ông ta liều mạng sử dụng bản mệnh pháp bảo thì có thể nhanh chóng qua khỏi cửa thứ nhất rồi. Chỉ có điều tâm cơ của cổ đế thâm trầm nên thả mất thời gian cũng không muốn liều mạng điểm này của ông ta hoàn toàn khác với mạnh đà tử lần này xông vào đây cổ đế đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng mặc dù lửa tương khắc với pháp thuật của ông ta nhưng ông ta vẫn có thể từng bước một vượt qua tuy nói thời gian quá lâu nhưng pháp bảo trên người vẫn còn phần lớn bởi chúng có tác dụng rất quan trọng với ông ta trong việc vượt qua những cửa cuối cùng bức quy lộ cũng chẳng khiến cho ông ta mất nhiều thời gian cứ thông thả mà đi qua mặc dù phía sau có ảo giác xuất hiện nhưng với tính tình âm trầm của ông ta hoàn toàn chẳng thèm để ý. Sau khi tiến vào cửa thứ hai này, cổ đế hít một hơi thật sâu, chớp chớp mắt nhìn chầm chầm lên ngọn núi, nhếch mép cười lạnh. Một ngàn năm qua, tất cả sự chuẩn bị của ông ta là để cho ngày hôm nay. Nếu muốn tiến vào cửa thứ nhất, thì nhất định phải hiểu được cấm chế. Đó là điều mà sau khi may mắn thoát ra khỏi đây, gã luôn khắc sâu trong lòng. Nếu không phải năm đó, ông ta lao vào ngay khi thông đạo mới mở ra, thì cho dù của người bảo vệ cũng đã nằm dưới lòng đất từ lâu rồi. Ông ta không giống với lục dục bao quân, đoan một cực và mạnh đà tử. Hơn ngàn năm trước, tu vi của ông ta đã đạt tới hóa thần trung kỳ. Vì vậy mà ông ta chính là một trong số đám cường giả chủ chốt của năm đó. Đám người lục dục ma quân khi đó trong mắt của ông ta chỉ là một đám tiểu bối mà thôi. Nếu không phải khi chạy ra, bản thân ông ta bị trọng thương mới không thể giết chết ba người. Nếu không làm sao ông ta lại để cho đám lục dục ma quân còn sống chứ? Một ngàn năm qua, ông ta dưỡng thương ở Tu Ma Hải cũng bắt đầu nghiên cứu cấm chế thuật để dành cho lần xông vào tiếp theo này. Trong ngàn năm qua, mặc dù ông ta khôi phục Tu Vi, nhưng mà không tiến thêm được một bước nào. Một phần cũng là do vết thương của ông ta quá nặng, ảnh hưởng đến căn cơ. Nếu không nhờ có vô số thiên tài địa bảo, thì chỉ sợ Tu Vi của ông ta cũng không thể tăng tiến thêm được nữa rồi. Kể từ đó, ông ta đối với lần quá quan này hết sức hứng thú. Chỉ có ở đây, ông ta mới có thể tìm được thiên tài địa bảo. Nếu may mắn sau khi vượt qua bốn cửa vào, được tới thi thể của cổ thần, chiếm được anh biến đan trở thành cường giả anh biến kỳ, thì tất cả những cố gắng mà ông ta bỏ ra hoàn toàn được hồi báo. Vì vậy mà ông ta bỏ qua tu luyện, tập trung nghiên cứu cấm chế, thậm chí ông ta còn thay đổi hình dạng, bái nhập làm môn đệ của mấy môn phái nổi tiếng để học tập. Qua ngàn năm cho tới ngày hôm nay, ông ta hoàn toàn tự tin về cấm chế thuật. Hơn nữa ông ta còn chuẩn bị thêm một số thứ cần thiết. Sờ sờ cái túi trữ vật, ông ta lại mỉm cười. Chẳng cần nói một tiếng nào, ông ta nhanh chóng lướt tới chân cấm sơn. Năm đó cấm chế của tượng thứ nhất là do ông ta mạnh mẽ phá giải. Vì vậy sau khi quan sát một chút, ông ta liền đi vào trong. Đối với ông ta, cấm chế cấp thấp như thế này chẳng cần phải tốn sức để phá giải. Phương pháp tốt nhất chính là dùng sức mạnh mà đột phá. dù sao thì năm đó ông ta cũng dùng chính là cách này để đi qua. ông ta còn nhớ rất rõ, sau khi tiến vào, cỏ dại liền biến thành vô số thanh kiếm. đúng như trí nhớ của ông ta, trong nháy mắt toàn bộ cỏ dại bay lên hóa thành vô số thanh kiếm. đồng thời bốn phía xuất hiện một làn sương màu hồng. nét mặt cổ đế vẫn thản nhiên, nhanh chóng phóng đi. bất cứ thanh kiếm nào đâm vào người ông ta đều bị một lớp băng bao phủ mà vỡ nát một loạt thanh âm vang lên chẳng hề khiến cho cổ đế phải trùng bước. Ông ta tới bờ bên kia của cấm chế một cách dễ dàng. Ở đây ông ta nhớ rằng sẽ gặp phải ánh sáng màu hồng. Quả nhiên suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu, hồng quang đã xuất hiện. Ngay lúc đó cổ đế hừ nhẹ, tay phải nắm chặt, đánh thẳng vào một cái đạo hồng quang. Nhất thời tia sáng biến mất không còn dấu vết gì. Ngay sau đó ông ta đánh ra liên tục mấy quyền. Chỉ trong chưa đến hai nhịp hô hấp tất cả các tia sáng màu hồng đều bị nghiền nát biến mất cấm chế ở đây bị ông ta phá giải hoàn toàn dễ dàng cổ đế tiếp tục bước đi về phía trước ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào đảo cấm chế thứ hai cách đó mấy chục trượng đang nhanh chóng lao ra ông ta chợt biến sắc. dưới chừng chợt xuất hiện một làn hát vụ khác với hồng vụ trước đó trong hát vụ văng vẳng có tiếng than khúc vọng ra ngay sau đó từng thanh kiếm màu đen lại tỏa ra hồng quan ầm ầm lao đến tốc độ của chúng quá nhanh, khi tiếng rít gió mới phát ra thì chúng cũng đã lao tới trước mặt rồi. nét mặt cổ đế âm trầm hét lớn một tiếng, rồi há miệng phun ra một luồng linh khí. linh khí vừa mới xuất hiện lập tức biến thành một cái bức tường băng chắn trước người. phần lớn công kích của phi kiếm đều va vào bức tường băng. sau đó ông ta liền lùi lại vài bước, tay phải nắm lại cách không đến thẳng vào bức tường băng. nhất thời bức tường vỡ vụn hóa thành vô số mảnh băng bắn ra xung quanh. Cùng lúc đó, tay trái của ông ta bắt quyết, đánh ra vô số đạo linh quyết. Linh quyết tự động bám theo các mảnh băng vỡ. Trong nháy mắt, các mảnh băng tan biến ra vô số phân thân của cổ đế. Tất cả phân thân đều lại cùng nhau kết ứng, đánh ra vô số đạo pháp quyết. Những tiếng động ầm ầm vang lên trong cấm chế, dưới sự công kích mãnh liệt nó nhanh chóng bị phá giải. Hát vụ từ từ biến mất, sau đó cổ đế âm trầm đi ra. Ông ta nhìn xung quanh một lượt, sau đó nét mặt lại càng thêm nặng nề tỏa ra một chút sát khí ông ta lẩm bẩm nói lục dục tiểu nghi cấm chế này là do người bố trí phải không ánh mắt lóe lên hàng quang, cấm chế xuất hiện đột ngột khiến cho ông ta suýt chút nữa là không kịp phản ứng rồi nếu không phải có tu vi cao cường mà là người khác thì cho dù không ảnh hưởng tới tính mạng cũng phải luống cuốn chân tay sở dĩ ông ta khẳng định người hạ cấm chế này là lục dục ma quân đó là bởi vì trong suy nghĩ của cổ đế với tính tình của đoan mộc cực không thích hợp nghiên cứu cấm chế tất nhiên cũng chẳng loại trừ tên tiểu tử uông thanh việt nhưng mà trực giác của cổ đế khiến cho ông ta hoài nghi đầu tiên chính là lục dục ma quân còn vị vương lâm hả ông ta đã quên mất từ lâu rồi với trình độ cấm chế bây giờ ông ta chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể cảm nhận được sự ác độc của kẻ bố trí cấm chế vì vậy mà ông ta không dám khinh thường nữa trong lòng thầm nhủ từ đây về sau, cho dù gặp phải một cái cấm chế đơn giản, cũng phải quan sát thật kỹ rồi mới dám đi tiếp. Hết tập 33 của bộ truyện tiên nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.